Chào anh em, bữa nay shop mình shop Quỳnh Lưng như thế này, mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu lát. Hàng này là hàng xài rất là bền nha anh em. Mình cũng bán rất là nhiều loại lát này rồi, nhưng mà chốt lại cái mẫu này. Nó về nè, dễ gắp nè, không hư phụ kiện những cái phụ kiện mà linh tinh nè. Như lát 2 là nó rất là dễ hư phụ kiện linh tinh nha anh em, mà mình không nhập lát 2 nữa. Lát 2 nó rất là nhiều phụ kiện nhỏ. Loại này thì anh em gắp rất là dễ dàng. Gắp khá là dễ. Đó. Bộ này là lát này là combo nha anh em. Anh em lưu ý cho mình cái này là combo có ngắm nha, có ngắm xịn luôn nha anh em. Tặng hai bộ dây dự phòng luôn. Và hai cái tên, đó, và hai cái tên và 100 viên đạn. Đó, số điện thoại liên hệ mua hàng, giá cả để dưới phần bình luận cho anh em ha. Giá cả anh em xem dưới phần bình luận nha, mà nhắc lại luôn. Mặt hàng này có cọc nha anh em, có cọc trước 50. Có cọc trước 50 nhưng mà có thể kiểm hàng nha anh em có thể kiểm hàng. Như mình kiểm không có test nha anh em, trước khi gửi là mình sẽ gửi 100%, mình gửi từng phụ kiện hết. Anh em nhận xong mình sẽ có clip cho anh em gáp ha. Vậy là mình kiểm, ví dụ mình kỹ, ví dụ mình mở ra mình thấy là ví dụ đúng đồ mình nhận là ok. Chứ mình đừng có kiểm mà đòi gáp đòi test nó, cái đó thì mình cũng sẽ dặn người ta là cũng chỉ kiểm thôi chứ không có test gì hết trơn nha anh em. Cái đó anh em lưu ý giùm. Mặt hàng có cọc trước 50. Cái này là combo nha anh em. Còn anh em mua không combo thì giá khác. Combo với không combo mình sẽ để giá dưới phần bình luận, và phụ kiện mình sẽ kèm theo cho anh em ở dưới phần bình luận, hoặc là cái hình ảnh luôn, hoặc cái video á, là mình sẽ để phụ kiện lên cho anh em. Cái này là combo, ngắm là ngắm xịn nha anh em. Ngắm là ngắm xịn luôn nè. Ngắm này là 1x40, hàng của Bushnell. Ngắm này ở ngoài giá thị trường là hàng loại 1 là khoảng 350. Bushnell đàng hoàng nha anh em, ngắm laser. Cái này là ngắm chứ không phải là laser nha anh em, ngắm laser luôn. Ngắm này ngắm nhanh, những cái loại này anh em sử dụng lắm, ngắm ngắn lại rất là ok ha. Nó ngắm này ngắm xịn luôn đó nè. Đó, cái này là có ngắm đầy đủ cho anh em luôn đó. Có một bộ cái này là đầy đủ, cái này là gọi là combo nha anh em. Bữa hổm thì mình có tặng túi, mà cần tặng túi cho anh em nữa. Nhưng hiện nay túi nó không có vừa anh em. Bởi vì mình không nhập túi nữa, mình bớt anh em 50.000. Bộ này còn khoảng 1,7 triệu. Đó, là ship luôn, ship tận nhà luôn, rất là rẻ nha nè. Rất là rẻ. Một combo đầy đủ hết, có gì dự phòng luôn. Được xài rất là tiện nha nè. Dù có dự phòng mình hư á, mình lấy ra mình thay, rất là tiện, có mũi tên luôn ha. Cái này có cái đầu ngắm đó nha nè, có cái đầu rồi mình chưa gắn vô nha nè. Tại cái đầu rồi thí dụ anh em gắn là gắn thẳng vô luôn, mình chưa gắn vô cái loại có đầu rồi trên đây luôn. Và hai cây tên và hai bộ dây dự phòng, những trăm viên đạn, vậy ngắm xịn. Đó, còn bây giờ sẽ để vô không phụ kiện anh em. Không phụ kiện là anh em sẽ nhận được thế này. Cái này là gọi là combo. Còn không phụ kiện. Nó không phụ kiện là anh em được một thân súng thế này và một cái laser. Laser này cũng là hàng chỉnh tâm luôn, hàng xịn luôn nha anh em. Đây, laser là mình chỉnh tâm được á. Đây. Nè, có hai đầu chỉnh tâm. Đó, hai đầu chỉnh tâm nha anh em. Mình sẽ tặng cho anh em laser. Cái laser này trị giá ở ngoài khoảng là 100 mấy nha anh em. Laser là khoảng 100 mấy. Mình sẽ tặng cho anh em luôn. Giá cả em sẽ để phần bình luận đầy đủ cho anh em hết ha. Ví dụ mình tìm hiểu kỹ rồi mình hãy liên hệ mua hàng nha anh em. Có nhiều anh em liên hệ xong rồi nói cọc xong rồi mới tiêu. Mặt hàng này trước khi gửi là người ta đã hao là khoảng 70-80 ngàn. Anh em không nhận trả về cả 100 ngàn. Cây số cây này đâu lời bao nhiêu tiền đâu. Đó, cái này là super lát nha anh em, super lát 40 viên, bắn một lần 40 viên, liên tục, kéo bắn. Đó, ví dụ anh em không chấp nhận cọc thì cái đó mình không hỗ trợ anh em được gì hết. Nói chung anh em không cọc thì mình không có gửi. Nói chung là vậy đi, cho nó dễ, nói chuyện thẳng cho nó dễ nha anh em. Chung hàng này là bên mình thì buôn bán cái này thì 3-4 năm mà chứ không phải mới bán. Mặt hàng này mình rất ít nha anh em, mình nhập về một lần chỉ có mấy cây thôi. Đó, nhập về khoảng 5-7 cây hết xong nhập tiếp hết thì anh em cứ đợi hàng. Có nhiều anh em đợi cả tuần luôn, 2-3 tuần luôn. Tại vì mình không có nhập nhiều, tại mặt hàng này bán nó là khá nguy hiểm, bởi mình không có nhập nhiều, bán lay ra lay ra chơi cho anh em vậy thôi. Cũng trả lời bao nhiêu hết. Rồi, bây giờ cái này là không phụ kiện nha anh em, là anh em được nguyên thân súng thế này và một cái laser. Còn combo thì anh em sẽ được như cái clip đầu, như cái video đầu tiên. Đó, cái đó mình báo kỹ cho anh em luôn ha. Rồi anh em mua cái liên hệ số điện thoại này ha, 0060501.
Zalo hai số đó luôn, không với số dưới là 0944 57553. Zalo hai số đó. Anh em mua cứ liên hệ với mình. Còn anh em nào mà sợ cọc thì nói chung mình coi clip cho vui thế anh em, mà đừng có chửi này nọ. Chừng nào mình thấy dụ mà mình bị lừa thì anh em cứ đăng clip lên YouTube ha. Quỳnh Lưng à, shop Quỳnh Lưng lừa, anh em để bằng chứng lên đó mình sẽ đền anh em là gấp 10 lần tiền cọc á. Đó, ví dụ anh em nào bị lừa ha. Đó, mình sẽ đền anh em gấp 10 lần tiền cọc. Có bằng chứng anh em cứ đưa lên YouTube ha. Tại vì bên mình là kêu bấm cho Quỳnh Lưng thôi, ra mình đây thì rất dễ dàng. Còn những người giải trâu chửi chửi thì nói chung mình không quan tâm. Còn 50 ngàn ăn nó cũng sẽ hết thôi. Có gì anh em mua, không ai lừa đảo làm gì, có lừa đảo nha chứ không phải là không có nha. Có thì bây giờ cũng rất là nhiều thành phần lừa đảo. Đó, cái đó mình tìm hiểu kỹ trước khi mua, tìm hiểu kỹ. Rồi anh em mua có liên hệ mình ha, shop mình là shop Quỳnh Lưng nha anh em. Anh em mua có liên hệ mình, combo hoặc là không combo gì đó tùy anh em. Giá cả sẽ để phần bình luận cho anh em đầy đủ hết luôn. Rồi chào anh em ha, anh em nhớ đăng ký kênh đừng bỏ lỡ video nào thế nào.